Xin chào các bạn, mấy bữa nay á, mình review game nhiều rồi đúng không? Bây giờ á, mình sẽ đổi gió một tí, mình sẽ giải puzzle nha các bạn. Cái này mình mua canh tin là 5-6 ngàn gì đó đó, giờ mình giải nha. Ai quan nghe các bạn. Cái này không phải là do mình tự giải nha các bạn, một người nào đó đã giải, đã sáo lên cho mình. Đây các bạn, mình sẽ sao, mình sẽ cố gắng giải.
mình chịu thua.